cô ra xe hết rồi. Cô ra xe hết rồi. Từ để anh xuống anh mở cửa ra. Cái lấy cái thùng ra trước này, cái thùng này em lấy ra, lấy ra. Còn phải để nó thấp cái này kìa. Đi là coi chân chứ. Đi chậm. Cầm cái đó con nữa con, đi vào cái đó. Đây, em ôm được bên đây đây. Để chú ăn. Vô. Một tràng tay thật to để chào mừng chúng ta. Vì vậy, mong muốn rằng chúng ta luôn luôn giữ gìn. Bây giờ tôi quen rồi, bây giờ không tha nữa. Thấy chưa? Thầy thái có người sai mà chưa bắt á. Thấy chưa? Rồi, đã nha. Như vậy, ba. Để giới thiệu, thầy Lê Văn Đăng, giáo viên tổng thất đội Lương Phương Đạt. Tôi xin trân trọng giới thiệu thành công đến đội đường số 2, Tam Quan. Cùng các đồng chí trên trong đoàn và các em được. Bí thư xã đoàn Tam Quan. Về phía đại biểu nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu phát biểu của đoàn phường Tam Quan, phát biểu của đội viên. Đại biểu về chiều nay, tôi xin trân trọng kính giới thiệu đó là cái chương trình của chúng ta sang đây. Tôi không đọc cho Tam Quan lên phát biểu và đồng thời sẽ trao quà. Rồi, đúng không? Rồi, đến từ đưa ra chút. Nó cũng nguồn rau,
Rồi nhìn mấy ha. Rồi rồi xong. Tên tao làm cái bộ tắm để ghi hình mà ha. Hè tổng chứ. Có hè hai tầng luôn ạ. Mấy bốn tổng thì tách lên chứ. Anh Bình. Các con đang ở đứng ngay cạnh hàng, đứng bạn nào cũng được để thái cái mặt nha. Bạn nào không bị thái cái mặt thì nếu mà bên đó, đó, đó. Rồi, cảm ơn quý thầy cô, các em mặc về làm cái thủ còn chưa? Mỗi bạn cầm một hộp sữa nha. Dạ. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, nhanh nha. Tập 1, tập 2 nhận luôn, tập 3. Rồi, để lại cái công việc. Vui không? Vui! Mệt chưa? Mệt! Mệt chưa? Chưa! Rồi, bây giờ Nam! Lên anh! Rồi, để Nam để Nam lại ngay lượng, còn sáng chưa? Bây giờ mời các em vui sửa đàn đó, sát để cái đàn đó, chúng ta chọn sao? Chúng ta không biết. Rồi, ok. Thôi, mở bàn để dưới này luôn là cao rồi. Bây giờ học ra, học sửa các em muốn xong rồi mà chụp ra. Rồi, alo. Uống đi, uống đi. Cái quà này cũng thể loại đó. Bây giờ không biết ở đâu mà kia ăn. Vọng tên bạn chút nữa thì ngoài những cái mà thầy cô muốn đi thì nó cầm về, còn ai muốn xin cầm về cho em chút nữa này con một con. À để lúc mình lo sửa đi. Ba người bạn ngồi đây ví dụ như cặp sách cặp nào rồi cầm ngôi giả mặt tình tình nữa nào các em học sinh em mang cái tay đó. Bây giờ ai giới thiệu cho thầy rồi bổ tay cho bạn nào tiếp tục bạn nào bổ sung con rồi video mới nặng rồi ha video rồi rồi mời bạn nhỏ cô út nói rõ là lý do sao cô út về được cho là giới hạn nhất. Một phần quà nữa xứng đáng dành cho em nè. Một cặp ở đây thật to à. Quà thì rất nhiều. Đó các con. Đây con. Em đi. Bác cho mấy em qua luôn cái này là quà hay gì đi. Bạn nào muốn thì con sống đã đến đưa thư cho cô út. Con sống nói mẹ cô út đang rất là ốm. Rồi cô út như thế nào? Thì lúc đó cô út như thế nào? Cô út nói rất là cô út nói mẹ cô út ốm lắm lắm. Có em không? Dạ, còn rất nhiều đồ này. Dạ,
cái điểm các em nó nước cọt gì đó nước cọt dạ. Rồi bây giờ thầy hỏi nữa nè, em nào chưa có cái cặp mang đi học, em nào chưa có cặp mang đi học thầy như tài, em nào chưa có nè, em nào chưa có cặp mang đi học thầy như tài. Các bạn ngồi lên. Được chưa? Vừa nãy quên đi, đặt tới. Các con biết con hai. Rồi, cái hành động cô cả của hai như thế nào nha? Mà để chúng ta chê nha. Cô cả thì đang nhà một. Cô cả thì đang rửa cỏ. Xuống hành trình không bao nhiêu xa. Xuống bao nhiêu xa. Rồi, nghe. Đẹp không ạ? Chỗ anh chị có gì đẹp? Rồi. Từ đây xuống anh chị có gì chấm con gì đó là mẹ như con. Rồi, các em một trăm tay nữa nè. Đang chỉ đa bao nhiêu? Các em đam mê nhớ đi an toàn nha.
Giờ các bạn cảm ơn các anh các chị đã đến giao lưu với trường của chúng em. Hứa như thế nào? Hứa sẽ cố gắng học tập. Một khi qua Chụp anh quay sản phẩm. Cái lúc mà họp là người ta sinh hoạt cộng đồng. Có, đông quá mà. Oh my god. Cái đám thuốc cao đám thấp là sự cố. Đến giờ con sách chưa? Hôm chúng tôi thấy bác Như đã đến đây mà. Đấy là bây giờ muốn về luôn ha. Nói thao đi, ta nhớ được đâu. Cho cha con. Giờ ra đi. Lên chi mình về thôi. Không. Một ngày không đến thì là xuống đây chụp hình được mấy hòn đá đây xuống đây cho đẹp mà cuối cùng là trời không mưa khoảng mình còn nhớ hết mưa đầu hết mưa hết mưa xe đi cho đi luôn đi cho đêm nhúng người còn cái vật cần còn cái vui nhé nhúng đồ nhúng đồ nhúng đồ nó biết chụp gì hết nó chụp từ dưới lên để chụp thôi để cho chị bao quanh. Giang, trong này có hộp nữa này, cô đi ở trong á, cô đi ở trong này, cô đi ở trong á. Giảm nhất như cái cầu nó đi theo á. Tinh thần bạn mừng thứ tư. Chưa hết. Đây mà nhẹ xuống có kém đầu chứ nhẹ thế. Cái đây mà lục con cục đứng này không thấy nước quạt. Dạ, không, nhưng mà đây cầu đây nó chắc chắn. Ừ, không ý là mình thấy nước. Nếu mà thao cho cái cầu vậy, nhìn sang trái, nhìn sang trái. Con rớt đi, không sao đâu. Đó, anh. Anh quay im như anh Khương ta. Được thiệt. Màu nắng của cha em đến trường học bao điều là bố tay đầu là những lù hoa trang sách hồng nằm mơ màng ngủ em gối đầu lên những dân nói chú nói con em là ba má mình đọc này tay mình nói đúng cái này đúng cái này em ta mất rồi đi lên ra nói cùng thầy đó. Rồi đi đều bước 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.
hai một hai mặt một hai một hai mặt một hai rồi của ba trường Tam Quang lãnh đạo trường tiểu học đó. Bí thư xã đoàn Đắk Nông xin kính chào quý thầy cô là lãnh đạo trường, kính thưa Đinh Xuân Ca, bí thư Đắk Nông, thưa các anh chị và các bạn hội viên. Anh Trịnh Hồng Hiếu, phó chủ tịch hội đồng phường Tam Quang, kính thưa thầy Nguyễn. Kính thưa đồng chí Đinh Xuân Ca, đảng ủy viên